Hello anh em, thì hôm nay cuối tuần mình về Sài Gòn thì được mấy anh em mời đi uống cà phê, thì sẵn đây mình quay cho anh em xem. Thì dàn xe cho nó đẹp như thế nào, cho anh em xem cuối tuần anh em trên Sài Gòn mặt xe như thế nào nha. Ok, thank you anh em. Bây giờ bắt đầu mình xem mới đi.